Trong y học cổ truyền, xoa bóp là một phương pháp phòng bệnh và chữa bệnh. Việc xoa bóp đúng vị trí và thực hiện đúng quy trình không chỉ giúp da dẻ trở nên hồng hào mà còn có công dụng dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Mỗi sáng thức dậy, nếu dành ra 5 phút làm 5 việc sau đây, bạn sẽ sở hữu làn da hồng hào, nhuận sắc, cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Xoa mặt. Ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng, xoa mặt sẽ giúp đôi mắt thêm tinh anh, da dẻ mịn màng, trẻ hóa. Đây cũng là thói quen được nhiều chị em phụ nữ duy trì mỗi ngày. Bạn có thể ngồi hoặc nằm, xoa đôi bàn tay cho thật nóng, sau đó xoa gò má theo hình tròn. Miết mạnh hai ổ mắt từ đầu mày ra đuôi mày. Xoa hai cánh mũi. Tiếp đến là miệng và cằm. Cuối cùng là xoa trán theo chiều ngang, tay trái trước, tay phải sau. Xoa hai vành tai. Khu vực viền vành tai và dái tai là nơi có các huyệt vị kết nối với đầu, não và khuôn mặt, có liên quan chặt chẽ đến phần đầu của chúng ta. Việc thường xuyên xoa vành tai, vuốt thêm phần dái tai sẽ có tác dụng dưỡng nhan, tâm trí được tỉnh táo, tốt cho não bộ. Về cách làm, dùng ngón cái áp sau tai, ngón trỏ sát bên mang tai rồi đẩy lên đẩy xuống vành tai. Động tác này sẽ giúp hai tai nóng bừng lên, chữa được nhiều bệnh thuộc ngoại vi và nội tạng của cơ thể. Xoa vùng cổ vai gáy. Đau mỏi cổ vai gáy khiến bạn mệt mỏi, mất tập trung, nhức đầu, chóng mặt và mất ngủ. Nhất là trong cuộc sống hiện đại, chúng ta phải làm việc với máy tính, điện thoại nhiều hơn hay phải ngồi làm việc lâu một chỗ. Việc xoa bóp cổ vai gáy lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mỗi sáng dành một phút xoa bóp tổng thể cổ vai gáy sẽ khiến bạn cảm thấy khoan khoái hơn, tràn đầy năng lượng. Về cách làm, xoa toàn bộ vùng cổ vai gáy, dùng tay bóp nắn các cơ quanh cột sống cổ, vai, nhào nặn các cơ lớn như cơ thang, cơ ức đòn trũng, cơ delta, các cơ quanh cột sống cổ, tìm từng điểm đau, day và ấn tại đó. Xoa bụng. Mỗi sáng thực hiện xoa bụng theo chiều kim đồng hồ sẽ thúc đẩy nhu động ruột, kích thích tiêu hóa. Nếu bạn thường xuyên bị chứng chướng bụng, đầy hơi thì hành động này chính là liều thuốc trị bệnh. Động tác cũng kích thích đi đại tiện tốt hơn. Trong khi buổi sáng là thời điểm vàng để tiến hành việc này nên hãy cố gắng thực hiện. Về cách làm, có thể nằm hoặc ngồi, dùng hai bàn tay đặt lên bụng và xoa theo chiều kim đồng hồ nối tiếp nhau. Xoa lòng bàn chân. Bàn chân được coi là trái tim thứ hai của con người. Khi được kích thích, xoa bóp đúng cách sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh, phòng chống bệnh tật, đặc biệt là da dẻ luôn căng hồng. Về cách làm, xoa và sát dọc bàn chân, day bấm kết hợp xoa nhẹ lòng bàn chân trong vòng 1 phút.